Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả các bạn tham gia một chương trình này góp nhận 100 đô token cần có ký hiệu là RFT các bạn. Thì trên dự án nó dưới giá trị hiện tại là khoảng 100 đô các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn lấy phần link mô tả dưới video của mình, các bạn mở link form các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tờ Twitter này các bạn. Retweet gia tăng lại hashtag này các bạn. Gia tăng cho hai người bạn, các bạn copy hashtag từ đây này các bạn. Từ cái chữ RFT đến chữ icon các bạn. Phần các bạn để mình sao chép lại bạn. Sao các bạn ta? Rồi các bạn sao chép lại các bạn. Rồi các bạn vào đây các bạn follow Twitter nữa. Rồi trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi các bạn. Các bạn like và tờ tweet bị viết ra game các bạn. Chứ chẳng bị viết ra game nè. Các bạn dán cái hashtag các bạn đã copy vào các bạn. Rồi tất cả các bạn bỏ từ chỗ này đi. Vậy thôi. Rồi tất cả các bạn bình luận cho nó một cái câu lời chúc giữ tốt dự án các bạn. Vút này rớt đi. Rồi các bạn tăng ba người bạn mình vào các bạn. À cộng mình. À cộng ngũ cu các bạn. À cộng để du. Rồi các bạn bấm tweet thôi nha các bạn. Để kiểm tra lại. Rồi bạn tweet thôi nha các bạn. Phan các bạn chờ nó tweet chút xíu nha các bạn. Sau khi nó tweet thì các bạn trở lại một cái link form dự án nha các bạn. Thì nhiệm vụ tiếp theo thì các bạn mình follow kênh join theo kênh group nữa nè các bạn. Rồi trên Telegram group các bạn bấm sâu xôn xào nha tất cả các bạn. Sau khi các bạn xôn xào rồi xong các bạn mới up lên nha tất cả các bạn. Các bạn tiếp tục mở cái form mình đã tiếp tục lại nè. Các bạn xôn tiếp kênh seller nữa nha tất cả các bạn. Follow kênh seller nữa nè. Rồi trên kênh seller nữa thì các bạn bấm theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn mới up lên nè các bạn. Các bạn mở lên form mình nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow minimum thì follow được minimum thì các bạn cần đau cho mình phần mềm là tool VPN các bạn. Các bạn mở phần mềm tool VPN ra các bạn phát qua kỹ phải được các bạn. Bắt đầu dùng thử nữa. Đây thì có nhiều bạn follow medium không được thì video này mình là video mình hướng dẫn các bạn để follow được medium thì bạn bấm vào chọn một dòng chỉ đặt này các bạn. Thì các bạn cần phải phát IP các bạn. Các bạn chọn vào Hoa Kỳ này các bạn. Rồi các bạn bấm OK nha các bạn. Rồi để các bạn chờ nó kết nối chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn vào follow minimum nha các bạn. Rồi các bạn sau khi các bạn VPN xong thì các bạn nhấp vào follow minimum một cách dễ dàng luôn các bạn. Chắc chắn 100 là được. Vì đây là một trang truyền tải tài liệu nên quốc tế nó chặn nha các bạn. Chặn cho Việt Nam mình. Rồi các bạn duy việc nhấp vào follow nữa các bạn. Rồi bạn nhấp follow minimum nha các bạn. Sau khi các bạn follow minimum thì các bạn nhấp vào avatar mình thì các bạn sẽ gặp được username mình chỗ này nè các bạn. Cho bạn avatar mình nè. Này nha các bạn nhấp theo thì cái username mình là cộng ảnh nhân huynh 5991@com các bạn. Thì username mình chứng minh mình đó. Rồi bạn trở vô link form các bạn. Thì các bạn xuống đây các bạn điền dòng đầu tiên thì các bạn điền username Telegram của tất cả các bạn nè. Ủa username Twitter chứ cộng MMO của bạn các bạn. Mình hướng dẫn như vậy mà các bạn lại không được nữa thì mình cũng không biết cách luôn các bạn. Rồi tiếp tục thì mời các bạn gửi là một cái link retweet nha tất cả các bạn. Thì các bạn mở Twitter mình ra nè. Để mình tắt tool VPN nó được các bạn. Trên Twitter thì các bạn nhắm mở Twitter nhấp vào một ba chữ bên cùng nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Rồi các bạn chia sẻ là một cái bài dự án các bạn đã tweet các bạn. Sau khi các bạn VPN xong thì các bạn nhớ tắt VPN các bạn. Đấy các bạn cái ID của tất cả các bạn nằm bên Hoa Kỳ bên đó. Rồi các bạn bấm vào một dán vào một retweet này các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn thì các bạn vào setting copy username Telegram của tất cả các bạn nha mọi người. Cộng anh 1133 đó các bạn. Tiếp tục thì username minimum mình cũng đã hướng dẫn các bạn lấy username minimum nha các bạn. Nhân Quỳnh nó còng
các bạn nhớ gói công chức đầu tiên các bạn. Tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ C20 trên địa chỉ chocolate các bạn, hoặc là địa chỉ ETH trên dưới MetaMask in token chạy trên nền tảng Ethereum ERC20 các bạn. Rồi các bạn chọn vào ETH các bạn. Các bạn copy địa chỉ ETH này nè các bạn. Rồi các bạn sao chép nè. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn ghép phơ này thì các bạn đi bạn chỉ bấm gỡ là xong nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn tham gia chương trình để góp nhận token. Đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.